hãy xem đây là nút cười trước khi khách hàng làm tại bên Minh Đan nhé. Còn đây là hình ảnh sau khi làm xong. Thì hôm nay Đan sẽ làm lại thêm một lần nữa để cho cái chân của nút gùi này hết hoàn toàn luôn. Mọi người thông cảm nha, thì hiện tại do là bên cặp bên đang thi công những cái công trình mở rộng thêm mỹ viện, cho nên là nó hơi ồn một tí. Ok mọi người, mình đã thực hiện xong cái điều chỉnh từ dây cho khách hàng. Giờ mình sẽ kết thúc video nhé.